Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube của Phong Thủy Bạch Dương Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới Và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé Tử vi tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần Thứ nhất Tổng quan về tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 nhâm dần Nữ mạng sinh năm 2004 tuổi giáp thân, tức tuổi con khỉ, thường gọi là quá thụ chi hầu, tức khỉ leo cây, mệnh thủy, tuyền trung thủy, nghĩa là nước trong suối, sao chiếu mệnh, gặp sao kế đô, vận hạn, hạn thiên tinh, vận niên, dương hồi ngàn, thái tuế năm 2022, phạm hạn thái tuế, sung thái tuế, tam tai năm 2022, Phạm Hạn Tam Tai năm thứ nhất, tuổi Kim Lâu năm 2022, phạm Kim Lâu, Kim Lâu thân. Hạn Hoang ốc năm 2022, không phạm hạn Hoang ốc. Thứ hai, sao chiếu mệnh năm 2022, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, nữ mạng Sao kế đô là một hung tinh đem lại sự buồn khổ, chán nản, thờ ơ. Sức mạnh của sao kế đô vô cùng lớn, ảnh hưởng từ trường của hung tinh này khiến bản mệnh cảm thấy bất an, luôn tử ti và hoài nghi chính bản thân mình. Hung tinh kế đô chủ về bệnh tật, tai họa, người âm phá dối. Dù mệnh chủ sức sống dồi dào nhưng lại tự gây chuyện rồi gặp đại hạn, thương tật bất ngờ. Nhìn chung sao kế đô chiếu mệnh nam nữ đều xấu cả, nhưng người mang âm khí sẽ bị nặng hơn, tinh thần thường bất ổn, hay buồn phiền, chán nản, gia đạo bất an, phát sinh tăng sự, phải xa xứ lông bông, nam giới gặp sau này, phải đi xa mới có tiền bạc, còn quanh quẩn trong nhà, dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại. Nữ giới cực kỳ sao kế đô khi bị sao này chiếu mạng thì hay gặp chuyện không vui, nhưng nếu mang bầu mang thai mà gặp sao kế đô thì ngược lại, giữ sẽ hóa lành, bởi theo quan niệm người xưa là phụ nữ có bầu bị sao kế đô chiếu mệnh sẽ không ảnh hưởng xấu mà trái lại còn tốt cho cả chồng và thai nhi trong bụng kế đô tọa mệnh thì ví như vạn sự khởi đầu nan đầu năm bình thường giữa năm xuất chúng đầu năm đại hung thì cuối năm đại cát thế nên gia chủ cứ hy vọng mong mỏi một năm tốt đẹp thì hơn để tăng cường thêm cát khí tránh hung tìm cát do vận hạn gây ra cho bản mệnh khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy cát lành vòng tam hợp quý nhân phù trợ hợi mão mùi giúp hóa giải tai ương đem đến may mắn bình an quý nhân phù trợ cho thân mệnh vượng tài vượng vật Vòng được thiết kế dựa trên bộ Tam hợp Quý thần Hợi, Mão, Mùi có tác dụng tăng cường vận khí, đem lại may mắn, tài lộc, sức khỏe và sự hòa hợp cho gia chủ. Dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long, kết hợp khéo léo với ba viên đá mã não đỏ mang lại sự sang trọng, quý phái cho người sử dụng. Thứ ba, Vận hạn năm 2022, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004, nữ mạng. Người gặp hạn thiên tinh nên đề phòng ngộ độc, sức khỏe suy giảm, cần thành tâm cầu đức Phật phổ độ mới qua khỏi căn cứ vào ý nghĩa của câu thơ viết về hạn thiên tinh thiên tinh phải mắc dạ tai ngục hình theo đó thì khi gặp năm có hạn này đương số dễ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp có thể bị kiện cáo nặng thì bị truy tố xét xử và chịu án phạt ngoài kiện cáo hình pháp một dạng tai nạn dễ gặp do hạn thiên tinh gây ra đó là tai nạn về ban đêm, chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối, tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày, nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai dễ bị tai nạn hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt, nhiều người khác có thể té ngã độ cao, một số người tái ngã do trèo cao với tay lấy các đồ vật trên cao. Cách giải hạn thiên tinh một trong những cách giải hạn thiên tinh được đề cập đến là tu dưỡng bản thân trao dồi đạo đức phẩm hạnh làm nhiều việc thiện tích lũy công đức phúc phận nếu có khả năng thì nên ủng hộ quyên góp giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn đề phòng kẻ trộm thì bạn nên nuôi chó tu sửa cổng cửa tường bao an toàn chắc chắn với phụ nữ có thai đặc biệt không nên trèo cao hay lấy những đồ vật ở trên cao khi cần hãy nhờ một người nào giúp không được tự mình thực hiện những công việc này khi đi lại thì nên nhẹ nhàng luôn luôn cẩn trọng không được để té ngã hay bất kỳ một va chạm nào có như vậy thai nhi mới được khỏe mạnh và phát triển tốt đối với tất cả mọi người bao gồm cả phụ nữ có thai đều cẩn thận trong việc ăn uống thực hiện ăn chín uống sôi đề phòng ngộ độc, khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan tránh hệ lụy về sau, nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. Thứ tư, vận niên năm 2022, tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng dương hồi ngàn là dê được về núi rừng thỏa thích tăng bồng hoa quả nhiều khắp nơi cây cỏ cũng được tươi tốt mượt mà tha hồ thưởng thức trong năm nay đường công danh của bản mệnh có nhiều triển vọng kinh doanh buôn bán cũng gặp dịp phát tài trong năm bản mệnh gặp được nhiều bạn tốt nhiều cơ hội may mắn đang chờ đợi bạn phía trước hơn nữa trong năm nay bản mệnh còn đón nhận nhiều tin vui trong gia đình như thêm người thêm của trong năm bản mệnh cũng nên biết kiềm chế khiêm nhường thì đường công danh sự nghiệp mới được bền lâu, ngoài ra bạn cũng cần lưu ý khi tham gia giao thông, quản lý tiền bạc và tài sản cẩn thận. Ngoài ra để kích hoạt mở cung tài lộc cho người tuổi hợi trong năm 2022, các bạn nên kết hợp sử dụng thẻ kim bài ngũ lộ thần tài đặt trong ví, trong túi sách, két sắt hoặc ban thờ thần tài để giúp khai vận mở cung tài lộc đem lại may mắn. Thứ năm, tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn thái tuế không? Trong năm 2022 nhâm dần có 4 con giáp tuổi dần, tỵ, thân, hợi sẽ phạm hạn thái tuế, trong đó tuổi dần năm 2022 phạm trị thái tuế, tuổi tỵ năm 2022 phạm hại thái tuế, tuổi thân năm 2022 phạm xung thái tuế, tuổi hợi năm 2022 phạm phá thái tuế. Như vậy, trong năm 2022 thì tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng phạm hạn thái tuế, sung thái tuế. Thứ sáu, tuổi giáp thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn tan tai không? Hạn tam tai chính là hạn của 3 năm liên tiếp đến với mỗi tuổi. Tam có nghĩa là ba số 3, thứ ba còn tai nghĩa là tai họa, họa hại. Và trong một đời người như vậy, cứ sau 12 năm thì lại gặp hạn tam tai một lần, tức là cứ 12 năm thì có 3 năm liên tiếp gặp hạn tam tai bản mệnh tuổi thân tý thìn gặp hạn tam tai vào năm dần mão thìn bản mệnh tuổi dần ngọ tuất gặp hạn tam tai vào năm thân dậu tuất bản mệnh tuổi tị dậu sửu gặp hạn tam tai vào năm hợi tý sửu bản mệnh tuổi hợi mão mùi gặp hạn tam tai vào năm tị ngọ mùi như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng phạm hạn Tam Tai năm thứ nhất. Thứ bảy, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 có phạm tuổi Kim Lâu không? Tuổi kim lâu là một khái niệm trong khoa học cổ phương Đông để chỉ vận hạn nên tránh khi cưới hỏi và làm nhà. Hạn kim lâu có bốn dạng, đó là kim lâu thân, là kim lâu hại cho chính bản thân mình. Thường hạn này là hạn kim lâu nam, phạm tuổi người nam khi xem làm nhà, phải năm kim lâu. Thứ hai là kim lâu thê, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người vợ. Thứ ba là kim lâu tử, đây là hạn kim lâu có thể mang lại đại hạn cho người con cái trong nhà. Thứ tư là kim lâu lục xúc, đây là hạn kim lâu có thể hại cho gia súc và nếu ai làm ăn chủ về chăn nuôi thì hạn kim lâu này có thể mang lại chuyện tán gia bại sản, khó nuôi vật nuôi. Theo kinh nghiệm dân gian và cổ thư để lại thì một 3, 6, 8 thì Kim lâu, tức lấy tuổi âm chia cho 9, số dư thuộc vào một trong bốn số trên thì phạm Kim lâu. Cụ thể, dư 1 là phạm Kim lâu thân, dư 3 phạm Kim lâu thê, dư 6 phạm Kim lâu tử, dư 8 phạm Kim lâu lục xúc. Ngoại trừ 8 tuổi không phạm hạn Kim lâu là Tân Sửu, Tân Mùi, Kỷ Sửu kỷ mùi canh dần nhâm dần canh thân và nhâm thân. Như vậy trong năm 2022, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng là 19 tuổi, phạm tuổi Kim Lâu, Kim Lâu thân. Thứ 8, tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 nữ mạng trong năm 2022 có phạm hạn hoang ốc không? Hoang có nghĩa là bỏ hoang, trống vắng, ốc có nghĩa là nhà, thế nên hạn này có nghĩa là ngôi nhà hoang, một vận hạn mà chúng ta cần tránh, kiêng kỵ khi xây nhà. Nếu làm nhà mà vào hạn đúng cung xấu, sẽ dễ khiến cho công việc tiến hành hay gặp trắc trở khó khăn, cuộc sống sau này nghèo túng, làm ăn khó phát, sức khỏe, quan hệ gia đình ngày càng có nhiều vấn đề theo chiều hướng tiêu cực hạn tuổi hoang ốc được chia thành 6 cung tất cả, trong đó có 3 cung tốt và 3 cung xấu. Cụ thể như sau, nếu vào các cung nhất cát, nhì nghi, tứ tấn tài là 3 cung tốt, còn ba cung tam địa sát, ngũ thọ tử và lục hoang ốc là ba cung xấu. Theo quan niệm dân gian, nếu vào các năm phạm lục hoang ốc, tam địa sát, ngũ thọ tử thì dễ gặp các hạn chủ về chết chóc, bệnh tật, tán gia bại sản nếu mua hoặc xây nhà trong năm đó. Đúc kết theo cách tính dân gian, đời người 75 tuổi sẽ có 29 năm phạm hạn hoang ốc, thọ tử hoặc tam địa sát. Cách tính hạn tuổi hoang ốc đơn giản như sau, lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị, chia cho 6 và lấy số dư. Trường hợp số dư 1 là nhất cát, dư 2 là nhị nghi, dư 3 là tam điện sát, dư 4 là tứ tấn tài, dư 5 là ngũ thọ tử, dư 6 là lục hoang ốc. Cảm Như ơn vậy, các bạn đã trong theo, theo dõi 2022, video. Các bạn đừng quên tuổi giáp thân sinh năm 2024 like này để ủng hộ cho khu trình tuổi âm. Hẹn gặp lại các bạn tuổi trong hoang video ốc. sau.